Dior Sauvage Alisa, ngon hay dở, đáng mua hay không? Và nếu như so nó với những cái phiên bản trước đây thì em này có phải là một lựa chọn tốt hay không? Toàn bộ sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay và bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta ngó qua về một chút về phần ngoại hình. Thì mình có một cái vỏ chai Dior Sauvage phiên bản EDP ở đây, như các bạn có thể nhìn thấy. Và chúng ta có một cái thiết kế có thể nói rằng là giảm bớt khoảng tầm gần một nửa. Đó là chai nước hoa này còn 60ml và em này thì là 100ml. Về cơ bản thì cái phần nắp nó không khác nhau là mấy cả. Nó vẫn là một cái nắp như vậy thôi. Đây nhá, mình sẽ lấy hẳn cái nắp của Dior Sauvage phiên bản cũ và phiên bản mới, mình sẽ lắp thử sang nhau có ổn không. Vẫn lắp được nhá. À không, cái nắp của Elixir này thì nó không lắp được sang bản cũ, bởi vì nó bé hơn một xíu. Nhưng mà cái bản cũ thì hoàn toàn có thể lắp được sang đây nhá. Và cái thứ hai là cái vòi xịt của chai nước hoa này, phải nói rằng là nó rất tốt. Đây nhá. Ui, thế nó phun sương đỉnh vãi. Mà ấn cảm giác kiểu mình ấn hết tay và mãi nó chưa chìm xuống hết ấy. Thì đây là một cái phiên bản cải thiện về cái phần thiết kế, nhưng mà các bạn sẽ bị giảm đi cái dung tích mil. Và chúng ta cùng nhau đến với phần mùi hương của chai nước hoa này. Thì chúng ta đều biết đó là Dior Sauvage phiên bản EDT hay EDP hay là Perfume, thì nó đều nổi tiếng một cái nốt hương gia vị rất là cay nồng, một chút citrus ban đầu. Và một cái mùi hương chủ đạo sẽ là mùi của Ambroxan. Ambroxan thì là một cái chất nhân tạo làm có phần hơi hướng giống với mùi của long diên hương. Và khi mà các bạn ngửi Ambroxan thì đây là chia sẻ thêm với các bạn, đó là các bạn đã ngửi thấy một cái mùi hơi gỗ khô cùng với một chút khoáng và một cái mùi ngọt. Và mùi của Ambroxan thì thường là nó khẽ sẽ là đậm và dày, và đặc biệt ở Dior Sauvage khi nó được mix cùng với tiêu thì phải nói rằng là nó là một cái combo khá là mạnh mẽ và gây được thu hút rất là tốt ở trong những cái không gian hẹp. Thì Dior Sauvage Elixir này thì khi các bạn ngửi thì các bạn cần xịt ra thôi, thì các bạn nhận thấy một cái vai mùi. Thứ nhất là nó dày và nó đậm hơn các phiên bản của Dior Sauvage rất là nhiều. Nếu như những cái phiên bản trước mà các bạn đã từng thử như là EDT hay là EDP, thì khi các bạn xử thang cái phiên bản này thì các bạn thấy là mùi hương nó phải tối và dày gấp đôi so với những cái phiên bản trước. Và cái mùi ở đây thì các bạn nhận thấy cái mùi của bưởi, nhưng mà nó không phải là một cái nét juicy của bưởi, nó không phải là cái nét tươi của bưởi, mà nó ở đây là cái nét the của bưởi kết hợp cùng với những cái nét của gia vị. Và cái mùi ở đây nữa đó là mùi của lavender, nó có cảm giác hơi kiểu bột nhẹ một xíu. Thì cái mùi hương ban đầu nó có thể, nếu mà đánh giá trên toàn bộ thì mùi hương ban đầu nó cũng tươi hơn so với khi mà dry down, nhưng mà phải nói rằng đây là một cái mùi hương gia vị khá là nồng nàn và mạnh mẽ ngay từ ban đầu khi mới xịt ra. Thậm chí là nhiều người khi mà ngửi cái mùi hương ban đầu của Elixir này thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới cái những cái gọi là cái thuốc xịt côn trùng mà người ta lấy cái mùi lavender làm chủ đạo ấy. Nhưng mà chỉ là nó nồng hơn mà nó kiểu sẽ diệt những cái con côn trùng siêu to, siêu khổng lồ vậy. Và cái mùi hương này thì nó, cái top note này nó tồn tại khá là lâu. Mình thì mình không thích cái top note của Elixir, đấy là mình nói thẳng luôn. Và nó tồn tại rất lâu trên da, khoảng tầm 1 tiếng cho đến gần 2 tiếng đồng hồ thì bắt đầu mới có sự biến chuyển. Và sau khi biến chuyển thì mùi hương này là một cái mùi hương gỗ cực kỳ là hấp dẫn, với một cái bay mùi gỗ có nét ngọt rất quen thuộc. Chia sẻ thêm nhá, đấy, trước đây mình đã làm ở trên TikTok, đó là có người bảo là ông Francis Cousin, đó là chủ của MFK, thì khi mà thời điểm và ông về làm nước sáng tạo thì đây cũng là chai nước hoa mà ông đặt gọi là tiếng nổ đầu tiên, phát triển đầu tiên thì không phải, thì ông sản xuất ra mùi hương này đó là François de Matry. Và không hiểu sao cái thời điểm, nghĩa là khi ông Francis Cousin về thì cái mùi hương này đã ra mắt rồi, nghĩa là trước khi ra mắt thì nó cũng cần một, có cái kế hoạch rất là lâu dài rồi. Thì mình không hiểu sao lại thấy ở chai nước hoa này nó có một cái nét ngọt rất là quen thuộc ở MFK. Thì cũng có thể là ông François de Matry thì ông muốn một cái gì đó mới mẻ, cũng như là đón chào vị giám đốc sáng tạo mới đó là Francis Cousin về. Thì ở đây nếu như bạn nào có những thông tin gì thêm về chai nước hoa này thì các bạn có thể chia sẻ. Nhưng mà cái nét ngọt đây mình có thể ngửi thấy trong cái bộ út của nhà MFK, nó có một cái gì đấy hơi hơi giống. Và cái mùi hương này ấy, thì khi mà
càng ở lâu trên da thì nó còn càng có một cái độ hấp dẫn, một cái độ hút mũi cực kỳ đặc biệt. Với cái mùi ở đây đó là mùi của gỗ, thì ở đây mình đọc có một nốt hương là cam thảo. Cái nốt hương cam thảo nó làm cho cái dry down của Elixir ở đây có cảm giác nó có chiều sâu rất là nhiều. Và cái thứ hai là khi mà càng ngửi lâu ấy, thì các bạn biết là cam thảo thường dùng sử dụng trong nhân trần, khi các bạn uống nó có một cái độ ngọt hậu vị. Thì ở đây thì nó cái hậu vị khi mà các bạn ngửi chai nước hoa này nó có một cái độ ngọt rất là hay ho. Mình nghĩ là cũng là do cam thảo tạo nên. Khi mà mình ngửi nhá, nó có một cái cảm giác ngọt nhưng mà hơi sánh nhẹ một chị. Và càng dry down về sau thì cái mùi hương này nó càng trở nên hấp dẫn. Top note nó với mình nó tệ bao nhiêu thì khi mà dry down chai nước hoa này nó gỡ được khoảng tầm gần như tất cả luôn. Nó kéo lại hết tất cả những cái điểm trừ ban đầu. Và mình cũng chắc chắn một điều rằng là mùi hương này nó sẽ cực kỳ hút mũi chị em phụ nữ, hay kể cả những anh em. Mũi có khó tính đến mấy khi mà ngửi dry down nốt hương này tầm 4 đến 5 tiếng sau khi ở trên da thì mọi người sẽ đều phải gật đầu và không tin rằng là đây là Dior Sauvage luôn đấy. Chúng ta cùng nhau đi tới cái phần tiếp theo, đó là về cái độ bám tỏa và về cái thời điểm khuyên dùng của chai nước hoa này. Thì với cá nhân mình nhá, mùi hương này nó lưu ở trên da rất tốt, tầm 8 đến 10 tiếng là thừa sức. Và độ tỏa hương của em nó thì nó vẫn giữ được cái DNA rất là kinh khủng của cái dòng Sauvage ở nhà Dior. Đó chính là mùi hương nó tỏa cực kỳ tốt. Khi mà còn tầm 4 đến 5 tiếng ở trên da sau khi xịt thì mùi hương này nó vẫn tỏa một cách không khiến mình phải đưa tay lên, mà mình chỉ cần để đây thôi, mình vẫn có thể ngửi thấy. Thì đấy là một cái điểm rất ăn tiền và một cái gọi là cái điểm nhận biết của Dior Sauvage. Thì ở phiên bản Elixir này nó vẫn ngửi thấy, vẫn các bạn vẫn sẽ thấy cái điểm bám tỏa khủng khiếp của mùi hương này. Cái thứ hai đó là về cái thời điểm khuyên dùng, thì mùi hương này như mình nói đó là nó tối dày và nó đậm hơn rất nhiều so với cái phiên bản Dior Sauvage trước đây, nên em nó sẽ không bao giờ được gắn cái mác đó là đa dụng sử dụng được 4 mùa. Nói thẳng luôn, ngày xưa các ông còn thỉnh thoảng mấy ông bán hàng bảo là Dior Sauvage sử dụng được quanh năm ở thời tiết Việt Nam hay là Hà Nội. Nhưng mà sang cái phiên bản này thì làm ơn, nếu bạn nghe thì ông nào bảo là anh có thể sử dụng chai này 4 mùa thì không có đâu. Chỉ là đợt gần đây thì em này nó hơi khó mua thôi, sau này nó có thể nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà nghe cái từ sử dụng được 4 mùa thì đấm thẳng vào mặt nó luôn. Đấy là mình nói thẳng luôn, chai nước hoa này chỉ sử dụng tốt vào mùa đông, những mùa lạnh. Thời tiết mình đánh giá là rơi khoảng tầm 20 độ quay đầu. Và càng lạnh thì mùi hương này nó càng có một cái độ hấp dẫn và mùi nó càng có chiều sâu hơn rất là nhiều. Và cái thứ ba đó là em này chỉ sử dụng để có thể đi hẹn hò, đi vào những cái không gian hẹp để các bạn có thể gây ấn tượng. Nhưng mà có một cái phong cách mà mình muốn nói tới ở đây, đó là mùi hương này nó là một cái phiên bản trưởng thành. Có nghĩa là với Dior Sauvage thì các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh của Johnny Depp, của một gã thuyền trưởng có cái nét bụi bặm, có cái nét kiểu bất cần và hơi ngông. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải khoác lên mình những cái bộ vest. Các bạn đã xem phim Song Sinh Sát Tử Sát Thủ chưa? Nó có một cái nhân vật đó là Tom Hardy. Thì cái nhân vật người Anh sẽ là cái nhân vật phù hợp với cái mùi hương này, với một cái mái tóc vuốt ngược hết đằng sau, với những cái bộ suit rất là cổ điển, không phải là cái kiểu may bó mà đúng cái kiểu cổ điển của ngày xưa ấy, thì nó sẽ cực kỳ phù hợp với hình ảnh này. Và cái các bạn không biết là các bạn có biết cái chuyện tình của Tom Hardy người Anh trong cái Song Sinh Sát Thủ đấy, các bạn nhìn thấy là anh ấy tiếp cận mục tiêu và giải quyết cực kỳ nhanh. Nó không phải là cái kiểu là đi vào để gây sự chú ý trong một quán bar để làm gì, để xem là có cô nào để ý đến mình. Nhưng mà đây là một cái người đàn ông kiểu biết mình muốn gì và biết rằng là con mồi nằm trong tầm ngắm và mình có thể bóp chết luôn. Thì cái mùi của Dior Sauvage Elixir này nó sẽ là cái mùi mang tới cái hình ảnh như vậy. Vậy thì đánh giá của mình về cái phiên bản mới này so với những cái phiên bản trước thì phiên bản này có đáng mua hay không? Mình nghĩ rằng là nếu như bạn đã có phiên bản ET của Dior Sauvage rồi thì bạn có thể mua phiên bản này để gọi là tối ưu nhất vào cái việc đi chơi buổi tối, đi hẹn hò vào buổi tối vào những cái thời gian lạnh. Còn nếu như
bạn đang có cái ý định là bạn mua để sử dụng hàng ngày thì đây là không phải là một chai nước hoa như vậy. Và với cá nhân mình ấy, đây là một trong những chai nước hoa xứng đáng được list vào những chai nước hoa đi hẹn hò vào mùa đông. Và chắc chắn trong năm nay 2022 mình sẽ cho em này vào list hẹn hò mùa đông. Và hy vọng là mọi người thử và mọi người trải nghiệm cũng như là mọi người bình luận ở phía dưới cho mình cùng biết. Và một phần nữa mà mình muốn chia sẻ cái cảm nhận của mình. Ví dụ một cái rất là điển hình đó là Dior Sauvage phiên bản EDT, không nói về cái phiên bản Eau Sauvage nhá. Thì EDT cũng là một cái phiên bản mà nó như kiểu là các bạn, cái khoảnh khắc mà các bạn đến 12 giờ các bạn đứng, các bạn chờ giao thừa, chờ bắn pháo hoa vậy. Thì cái đúng cái thời điểm chuyển giao thì những cái tiếng nổ đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng là mọi người sẽ ngẩng lên nhìn và mọi người sẽ kiểu wow. Thì đó là sự ra mắt của Dior Sauvage phiên bản ST. Nhưng mà những cái phiên bản sau ra mắt thì nó cũng như kiểu là một vài cái nét chấm phá, một cái vài cái hình thù của bông pháo hoa trông có thể đẹp hơn một xíu. Nhưng với phiên bản này mình nghĩ rằng là Elixir là cái phiên bản kết thúc. Đây là cái cảm nhận cá nhân của mình theo đánh giá mình. Thì Elixir là cái phiên bản kết thúc của cái line Dior Sauvage. Và đây nó như kiểu là những cái tiếng nổ cuối cùng trong cái đợt bắn pháo hoa chào mừng năm mới, và tất cả những cái gì đẹp nhất, những cái gì tốt nhất thì họ sẽ phô hết lên bầu trời. Và những cái gì tốt nhất của cái line Dior Sauvage này thì họ sẽ tổng hợp tất cả lại ở trong Elysia. Và tất nhiên rồi, những cái khoảnh khắc cuối cùng thì ngoài cái việc các bạn wow thì các bạn sẽ nhận được những cái tiếng vỗ tay. Và cá nhân mình nghĩ có lẽ nếu như để dừng cái line Sauvage ở đây là một cái điểm quá là đẹp rồi. Không nên có những cái sản phẩm ra mắt thêm xong rồi lại chỉnh sửa đi một tí. Đây là một cái phiên bản hoàn toàn khác và thực sự nó có thể rất thành công. Và mình nghĩ là trên cộng đồng thế giới thì đây cũng là một chai nước hoa được đánh giá rất là cao và cũng có thể là một cái sản phẩm khép lại một cái thời kỳ hoàng kim của Sauvage. Thì đó là cảm nhận cá nhân của mình đó. Các bạn nghĩ sao về phần này? Các bạn hãy comment ở phía dưới để cho mình và mọi người cùng biết để chúng ta có thể thảo luận thêm. Và nếu như thấy những cái video kiểu như này hay thì các bạn đừng quên việc like, share, ấn chuông thông báo để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye!